Thêm một cái nữa đó là chúng ta có thể làm mờ các cái chuyển động đó. Ta sẽ để ý này, những cái chuyển động như ví dụ cái bàn tay này nó đang chuyển động này thì nó sẽ được làm mờ đi, nó làm cho cái chuyển động nó sẽ mượt hơn đó, nhưng mà nó sẽ hơi nhòe đi một chút. Bây giờ chúng ta cái chuyển động của cái bàn tay anh chị em sẽ thấy là nó sẽ có những cái vệt, nó sẽ có những cái vệt mờ ở phía sau. Đó. Đặc biệt khi mà làm những cái chuyển động nhanh, đấy, làm chuyển động nhanh thì dùng cái này rất là hay. Rồi, tiếp theo là ổn định hình ảnh. Được chưa ạ? Cái đoạn là mờ này nhé. Đấy, mình nâng nó lên hết cỡ, mình chỉ xem thử. Đó. Cái chuyển động càng nhanh thì nó có thể nó lại càng thể hiện rõ hơn. Rồi. Cái tiếp theo nữa là gì ạ? Là ổn định hình ảnh. Đấy. Thì video của chúng ta nó sẽ trông nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ổn, nó sẽ gọi là ít bị giật hơn, ít bị nháy hơn, ít bị nhảy hơn. Đặc biệt là khi chúng ta cầm điện thoại chúng ta quay, chúng ta cầm điện thoại chúng ta quay, chúng ta di chuyển, ví dụ như là chúng ta cầm điện thoại quay một mẫu đó, hoặc là chúng ta di chuyển thì bao giờ nó có một cái yếu tố là giật, đúng không ạ? Nó đại khái là cái ổn định hình ảnh, nó là cái chống rung, nó là cái chống rung đấy, nó làm cho hình ảnh nó ít rung hơn, được chưa ạ? Rồi nha. Rồi.